Những ngày này tại các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Lào Cai, không khí mua bán diễn ra khá sôi động. Nhu cầu mua bán vàng của người dân tăng mạnh khi giá kim loại quý này tăng cao chưa từng có. Kết thúc ngày 7 tháng 3, giá vàng SJC đã tăng kỷ lục hơn 4 triệu đồng, ở mức giá 74 triệu đồng một lượng bán ra. Trước những biến động lớn của giá vàng, nhiều người dân đã đổ xô đi bán vàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lựa chọn vàng làm quà tặng dịp 8 tháng 3 này. Nhưng mà các chuyên gia thì người ta vẫn dự báo là có tăng tiếp. Cho nên là cái nhu cầu để trang sức thì ít, nhưng nhu cầu tích trữ và đảm bảo cái tài sản đảm bảo ấy thì hầu như dân người ta đi mua tích trữ nhiều. Những diễn biến căng thẳng tại Ukraine những ngày qua khiến giá vàng thế giới liên tiếp thiết lập đỉnh mới cao chưa từng có, kéo theo giá vàng trong nước tăng mạnh. Tôi nghĩ là giá vàng sắp tới thì cũng sẽ có khá là nhiều biến động. Với cương vị là một người bán hàng thì tôi nghĩ là mọi người nên cân nhắc kỹ khi mà mua vào và bán ra, tùy theo cái nhu cầu và cái tình hình tài chính của mình để có cái đưa ra cái quyết định sáng suốt nhất trong cái thời gian sắp tới này. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, giá vàng có thể biến động theo từng giờ. Bởi vậy, khách hàng trước khi đưa ra quyết định mua hay bán vàng cần theo dõi sát tình hình, hạn chế rủi ro trong thời điểm này.